Rồi chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ lên clip giới thiệu mọi người lô cắt cỏ Makita Jobin cổ ngỗng nhé. 8 cây lô này, 8 cây bé rất đẹp, 8 cây 36 ly 26cc nòng 34 ly nhé, 26cc nòng 34 ly. Đấy, bé như đẹp, rất đẹp. Rồi cây số 1, cây số 1 nhá. Cây này là cây Jobin 34 ly 26cc. Đó, tất cả đều zin nguyên bản. Cái dòng Jobin này thì chạy thì rất là gắt máy, cũng rất là bền. Máy rất nhẹ, rất nhẹ nhàng, cũng rất là khỏe. Đó, máy rất đẹp. Cây này có trợ lực này, cây này giật nhẹ nhàng, rất nhẹ nổ nhá, trợ lực nhá, như mới luôn. Được chưa? Cây này trợ lực này, mình rất thích cái dòng Jobin Makita này, dùng rất nhẹ mà cái đồ thay thế rất là sẵn nhá. Cây này bên mình đang bán với giá là trợ lực này 1.700.000 nhá, 1.700.000. Máy rất đẹp, máy rất đẹp, đỉnh sang với tinh nhá, trắng tinh. Máy này thì mình bán với giá 1.700.000, con này có trợ lực giật rất nhẹ. Rồi đến cây số 2 nhé. Cây này là cây Makita, mã của nó là MEM 264. Đó, máy rất đẹp này, cực kỳ đẹp luôn này, tất cả là nguyên bản zin, đầu vò zin, lắp nó đấy. Cây này 34 ly, nòng 26cc. Cái này shop đang bán với giá này 1.600.000. Đủ đồ lưỡi cắt, dây đeo, đồ vặn nhá, lục giác buji, tiếp buli, chế tay đỏ, chế tay đỏ, con bù chế tay đỏ. Cái số 2 này giá 1.600.000 này. Cái số 3 lại là một cây Makita cổ ngỗng tiếp. Cái này con máy đẹp không? Cây số 3 này, cây này là cây mã của nó là MEM 261, tất cả đều nguyên bản nhé. Cây này mình đang bán với giá là 1.600.000 nhé, 1.600.000 này, 1.600.000 nhé. Chế này đỏ này, đó. Bao zin cho các bác nha, máy bên em. Chế quan bù này. Rồi đến cây số 4. Cây này giống cây số 1 đó. Đầu bò chấn, dây đeo zin, là đầu bò này, cần zin. Cái số 4 cái này, mã của nó là MEM 262, trợ lực nhá. Cái này em đánh giá là 1.700.000, giật rất nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ luôn. Số 5 cũng là MEM 262, trợ lực 1.700.000. Cây số 6 là cây Jobin này. Jobin cây này tum này, tum rời này, Jobin tum rời. Cây 6 máy rất đẹp,
dê dần này. Đây. Cây số 6 này, Robin. Cùng giờ này. Matuli. 1.6 triệu. 1.6 triệu nhé. Cây số 7. Tôi Robin. Robin cổ ngỗng. Matuli. Robin. Chế đê đỏ. Cây số 7 này giá là của nó là 1.600.000 nhé. Các bác mua hàng bên em không phải đặt cọc, nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đó. Cây số 8 này. Cây số 8 chợ được này cũng là M262 đấy. Giống cây số 1 và cây số 5. Cây này em bán với giá là 1.7 triệu này. Đó, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn mọi người nhá. Các đặt hàng, mua hàng liên hệ số điện thoại Zalo 0976123320. Nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Em ship code toàn quốc nhá. Các nào thích cây nào thì anh em kết bạn Zalo rồi test thử máy với nhau. Đấy. Mua hàng thì đủ lưỡi, đủ vặn dây đeo các kiểu. Ok, cảm ơn mọi người nha. Thì hai sức còn lại sẽ được trao cho hai vận động viên sức hạng 13 và 14 của đội tuyển Việt Nam. Tại giải vô địch châu Á năm 2019, Đinh Phương Thành chỉ số 2 và chế nhỏ đấy anh ạ. Cánh cửa đến của Đinh Phương Thành sẽ khép lại. Số vậy vẫn còn 2 tháng nữa và mọi chuyện chưa thể trước. 26. Ba tư ly. Bao nhiêu? 1 bịch của nó là bao nhiêu nhé? 5 mét là bao nhiêu?